Và đây là Redmi 14C, một em điện thoại vừa mới ra mắt với nhiều tính năng nổi bật nằm trong phân khúc điện thoại giá rẻ của nhà Xiaomi. Hiện tại thì em này đang có rất là nhiều lựa chọn về màu sắc cho mọi người luôn. Màu tím mộng mơ, màu đen màn đêm, màu xanh sao băng và màu xanh sâu thơm. Hiện tại trên tay mình đây là màu xanh sao băng. Inbox thôi. Bên trong thì em này có tặng kèm ốp lưng, sổ hướng dẫn sử dụng, dây sạc kèm củ sạc 33W. Trời, rất là hào phóng luôn. Con Redmi 14C hiện tại là chỉ hỗ trợ sạc nhanh 18W thôi, nhưng mà Xiaomi cho hẳn củ sạc nhanh 33W. Khi sạc thì nó vẫn hiển thị là sạc nhanh nhưng mà chỉ hỗ trợ tối đa là 18W thôi. Nhưng điều này cũng rất là tiện lợi, mình có thể dùng với các dòng điện thoại hỗ trợ sạc cao hơn, đỡ mất tiền mua thêm. Với lại bây giờ nhiều nhà điện thoại cũng đang cố gắng để cắt giảm cái củ sạc này nè, mà nhà Xiaomi lại đi ngược lại cho dư luôn. Với cái điều đầu tiên mà mình ấn tượng về em này là ngoại hình em này siêu bắt mắt luôn, thanh lịch cao cấp nè, đặc biệt là có cái cụm camera với cái nhiều chi tiết nhỏ bao quanh nè. Mặt lưng em này được làm từ nhựa hơi bám vân tay và mồ hôi nhẹ, nhưng mà hãng có tặng kèm ốp lưng, mọi người nhớ dùng nha. Cảm giác cầm em này khá là thích, rất là chắc tay nha. Nhìn em thiết kế này là mình nhớ tới các mẫu flagship như là Xiaomi 14 Ultra, mà theo cá nhân mình thấy thì màu của em này xinh hơn, kiểu nó sẽ ombre màu xanh trắng, kèm theo đó là hiệu ứng xước xước lấp lánh xoay vòng dần đến camera. Về thiết kế thì em này có trang bị cho cả nhà mic, loa kép, cổng sạc Type-C, phím nguồn, vân tay mở chạm, jack cắm 3.5mm và khay sim. Em này thì vẫn đi theo thiết kế màn hình cũ, thiết kế màn hình giọt nước độ lớn 6.88 inch. Tuy đây là tấm nền IPS LCD độ phân giải HD cộng nhưng vẫn đủ cho anh em có trải nghiệm xem phim tốt. Có tần số quét 120Hz cao hơn nhiều so với các dòng Redmi 13C chỉ có 90Hz, độ sáng tối đa chỉ 600 nits. Với cái độ lớn này mang lại cảm giác rất là khác bọn anh em ạ. Nó to hơn hẳn các dòng điện thoại thông thường khác. Tuy là to nhưng mà thao tác rất dễ dàng nha. Anh nào mà tay to một tí thì phải gọi là vừa khít luôn. Với cái độ sáng này thì đủ để cho anh em mình xem phim rõ ở trong nhà nha. Còn ngoài đường nắng chói chang vậy thì rất dễ gặp phải trường hợp bị tối màn hình. Nhưng mà không sao, bù lại thì em này có tích hợp công nghệ bảo vệ mắt có chứng chỉ của TUV Relance. Điều này giúp anh em mình sử dụng điện thoại lâu hơn, đỡ mỏi mắt hơn. Về hiệu năng thì em này sử dụng chip MediaTek Helio G81 Ultra, 8GB RAM sau khi mở rộng bộ nhớ trong và 128GB ROM. Điểm AnTuTu thì em này cũng sẽ không cao, rơi vào khoảng 245.000 điểm. Hiệu năng này thì chỉ đủ cho anh em mình chơi các dòng game từ trung bình trở xuống thôi. Còn anh em nào muốn chơi Liên Quân hay là Free Fire thì nên chỉnh cấu hình game cho phù hợp nha. Còn riêng về các dòng game cao hơn như là PUBG thì không nên chơi nha. Redmi 14C nó có một cái cụm cam nhìn như là 3 cam với một đèn flash, nhưng mà thật ra là chỉ có 2 cam thôi. Hệ thống camera kép AI bao gồm cam chính 50MP, khẩu độ mở là f1.8, tiêu cự là 28mm và một cam hỗ trợ xóa phông 2MP và khẩu độ mở là f2.4, cho phép người dùng chụp ra những tấm ảnh đẹp phù hợp chia sẻ trên mạng xã hội. Camera trước 13MP nâng cấp hơn nhiều so với dòng Redmi 13C chỉ 8MP. Với cái thông số này thì cũng đủ cho người dùng sở hữu những tấm ảnh sắc nét, màu sắc hấp dẫn, chiều lòng được các khách hàng khó tính. Đây là ảnh mình chụp được từ cam sau của con Xiaomi Redmi 14C trong điều kiện ánh sáng tốt. Ảnh hiện tại nét hơn so với các dòng sản phẩm khác cùng phân khúc. Các bạn có thể thấy là các chi tiết nhỏ khi mà chụp gần thì vẫn giữ được, nhưng đối với những tấm ảnh chụp xa hơn và zoom 5x, ví dụ như là tấm này, thì chữ trên hộp vẫn đọc được nhưng mà hơi nhòe. Không sao, tóm lại thì nhìn tổng thể chung thì cũng đã quá được rồi. Còn đây là ảnh mình chụp được từ cam trước con Xiaomi Redmi 14C. Trong ảnh thì nhìn khá là nét, rất ok, nhưng mà hình như đã qua AI nên mắt hình hơi to, da mặt khá là láng so với thực tế. Nhưng mà nhìn chung nó vẫn rất là tự nhiên chứ không quá ảo nha mọi người. Còn khi chụp hai người thì mình vẫn giữ được nét, vẫn được qua AI, nhưng mà anh editor đằng sau hình như là đã hơi mờ một tí. Khi mà chụp với chế độ xóa phông thì may là nó vẫn nhận ra, không là mờ hẳn editor. Nói chung thì đây cũng là một em điện thoại giá dưới 3 củ mà được ra những tấm ảnh như thế này là quá ok rồi mọi người ạ. Pin 5160mAh đã nâng cấp hơn so với các dòng tiền nhiệm của nó là Redmi 13C, với thời lượng sử dụng pin lâu dài tới 21 ngày ở chế độ chờ, 42 tiếng gọi thoại và 22 tiếng xem video. Tùy trải nghiệm của mỗi người mà thời lượng pin có sự khác nhau một tí. Nhưng mà tổng kết lại thì vẫn không thể quên là em này nằm trong phân khúc giá rất rẻ của nhà Xiaomi, giá chỉ dưới 3 củ thôi, nhưng mà em này có ngoại hình rất là bắt mắt, hiệu suất ổn định, pin trâu, sở hữu nhiều tính năng hay ho đủ để phục vụ mọi người trong nhu cầu sử dụng đời sống thường ngày. Để mà sở hữu em này giá rẻ thì mọi người có thể tham khảo qua Di Động Việt, giá hiện tại chỉ có hơn 2 củ một tí thôi, sau khi đặt cấu trừ hết tất cả các ưu đãi.